phải của em đúng không? Có cái ông mà bên bán nhôm đó là trước đó ông làm gì chưa? Ông cũng thương mại bán bông ống hút. Xong rồi cũng có mối là bán anh chi em theo ổng bán à, là lúc trước bán em xây dựng rồi mua nhựa giờ ổng nhập nhôm không rồi ổng giờ ổng bán mấy mấy cái đồ như cờ ê mỏ lết á tôi
lại rồi làm nha. Làm thì bị trần đúng mà Jimmy mới có cơ hội được qua. Giờ lại bị cấm cửa quá. Giờ người kiếm mồi chai đủ thứ mà đi. Vạn ở đây.